Xin chào các bạn, nhắc đến kim tự tháp, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Ai Cập, đất nước của những huyền thoại, đất nước của kim tự tháp. Bởi nơi đây có những công trình kim tự tháp đồ sộ cùng những vị pharaoh nổi tiếng, và nổi tiếng nhất đó là Đại Kim Tự Tháp Giza. Đây là một cái tên quen thuộc và vẫn được nhiều người mặc định là kim tự tháp lớn nhất thế giới. Bắt đầu kỳ quan này có chiều cao lên đến 147m, trải qua thời gian và sự xói mòn của các yếu tố thiên nhiên. Ngày nay, chiều cao của Đại Kim Tự Tháp Giza chỉ còn 139m. Và nếu nói về kim tự tháp lớn nhất thế giới thì Đại Kim Tự Tháp Giza chỉ là lớn nhất nếu mà tính về độ cao. Còn nếu so về diện tích đáy và thể tích, Đại Kim Tự Tháp Giza vẫn không phải là kim tự tháp lớn nhất trên thế giới. Và Ai Cập cũng không phải là đất nước có nhiều kim tự tháp nhất trên thế giới. Vậy kim tự tháp lớn nhất trên thế giới nằm ở đâu? Chào mừng đến với Mexico, chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Và chúng ta đang nói đến kim tự tháp Cholula. Các nền văn minh ở Trung và Nam Mỹ cũng từng có giai đoạn phát triển không hề thua kém quá nhiều so với văn minh Ai Cập, văn minh Lưỡng Hà, văn minh Trung Hoa hay là văn minh châu Âu. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi họ để lại cho hậu thế những công trình kiến trúc để đời. Kim tự tháp Cholula được xây dựng vào những năm 300 trước công nguyên này, có diện tích phần chân đế lớn gấp rất nhiều lần diện tích của Đại Kim tự tháp Giza của Ai Cập, và thể tích thì gần gấp đôi Đại Kim tự tháp Giza. Cụ thể, chân đế của kim tự tháp tại Mexico có kích thước là 300 x 315m. Như vậy là mỗi cạnh của kim tự tháp này thì có chiều dài gấp gần 3 lần chiều dài của sân bóng đá. Để mà so sánh, Đại Kim Tự Tháp Giza có chiều dài mỗi cạnh ở đáy là 230,6m. Những con số cũng đã phản ánh điều này rồi, và theo sách kỷ lục Guinness, đây là kim tự tháp lớn nhất trên hành tinh, cũng như là tượng đài lớn nhất từng được xây dựng ở bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh, với tổng thể tích ước tính là hơn 4,45 triệu mét khối. Kim tự tháp Giza Ai Cập có tổng thể tích là 2,5 triệu mét khối. Công trình này có tên địa phương dịch ra là ngọn núi nhân tạo, vì nó lớn không khác gì một ngọn núi, và từng có thời điểm người ta tưởng nó chính là một ngọn núi chứ không phải là một kim tự tháp. Và điểm đặc biệt của Đại Kim Tự Tháp Cholula đó là nó không phải là một khối thống nhất như kim tự tháp Giza, mà được xây chồng lần lượt 6 tầng lên nhau. Và 6 tầng này thì được xây vào từng thời kỳ khác nhau, từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ 9, tức là trong hơn 1.000 năm, kim tự tháp này cứ thế được xây dựng. Đại Kim Tự Tháp Giza được xây dựng trong hơn 20 năm thì công trình này phải trải qua hàng thế kỷ để mở rộng kích thước và tầm vóc. Cholula được xác định là do nhiều dân tộc, nhiều nền văn minh khác nhau xây dựng để tôn thờ những vị thần khác nhau theo từng thời điểm. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất với những công trình văn hóa khác và điểm khác biệt lớn nhất so với kim tự tháp tại Ai Cập. Để xây dựng công trình này, những thổ dân Mexico không sử dụng những tảng đá với kích thước lớn, trọng lượng lớn như những người Ai Cập cổ đại, mà họ sử dụng những viên gạch, đặc biệt là những viên gạch này lại không nung. Thế nên nó không thể giữ được trong một thời gian dài, một thời gian lâu với khí hậu ẩm ướt tại khu vực Trung Mỹ. Những viên gạch sau đó thì biến thành những mảnh đất màu mỡ để thảm thực vật phát triển. Kim tự tháp rất hùng vĩ và trở nên không thể phân biệt được sau khi được mẹ thiên nhiên tiếp quản. Theo truyền thuyết của người bản địa, đó là người Toltec, họ biết rằng những kẻ chinh phục Tây Ban Nha đang đến, và trước khi người Tây Ban Nha đến thì người bản địa đã quyết định lấp đi kim tự tháp của mình, xóa bỏ những dấu vết của kim tự tháp này bằng cách để cho cây cối mọc tùm. Khi mà quân đội Tây Ban Nha đến khai phá vùng Trung và Nam Mỹ, nơi này đã trở thành hoang phế. Năm 1519, tướng Hernán Cortés của Tây Ban Nha đã dẫn quân vào khu vực kim tự tháp Cholula và sát hại nhiều người dân nơi đây, khoảng 10% dân số, và dân số vào thời kỳ cao điểm thì cũng là 200.000 người. Sau đó thì vị tướng người Tây Ban Nha này đã cho xây dựng nhà thờ ở những nơi ông đi qua, và một trong số đó là một nhà thờ nằm trên đỉnh của kim tự tháp Cholula. Để mà nói thêm thì Cortés là một trong những người mở đường cho công cuộc thuộc địa hóa châu Mỹ của Tây Ban Nha. Ông là người tiên phong trong việc chinh phục vùng đất bây giờ chính là đất nước Mexico. Trên đỉnh của kim tự tháp Cholula ngày nay có một nhà thờ nhỏ. Nhà thờ này thì vẫn chễm chệ đứng đó. Suốt một thời gian dài, cây cỏ mọc tùm che lấp kim tự tháp phía dưới, và nhiều người thì chỉ nghĩ rằng đó là một nhà thờ trên đỉnh đồi chứ không phải là nhà thờ trên đỉnh của một kim tự tháp. Vậy sau đó, con người đã phát hiện ra kim tự tháp Cholula bằng cách nào? Nếu như các kim tự tháp Ai Cập sừng sững đứng đó, ai cũng có thể nhìn thấy, nhận ra, thì kim tự tháp tại Mexico này bị mẹ thiên nhiên bao bọc suốt hàng thế kỷ.
mãi đến năm 1910, đầu thế kỷ 20, các nhà khảo cổ mới bắt đầu khai quật để tìm lại một công trình giờ chỉ còn là phế tích. Trước đó họ vẫn nghĩ đó chỉ là một quả đồi mà thôi. Và từ năm 1930 đến nay, nhiều nỗ lực đã được thực hiện nhằm khai quật toàn bộ kim tự tháp. Năm 2013, chính quyền Mexico đã quyết định tháo dỡ một phần nền công trình để nối liền hệ thống thoát nước của thành phố. Đồng thời, hơn 8 km đường hầm được đào bên trong cấu trúc này nhằm mục đích phát triển du lịch và đặc biệt là để nghiên cứu. Những lối đi này sẽ đưa khách tham quan đến từng giai đoạn xây dựng khác nhau của kim tự tháp Cholula. Hơn 8 km đường hầm được đào ra, nhưng chỉ 800 m được dành cho khách tham quan mà thôi, phần còn lại cho mục đích khoa học và khảo cổ. Ngày nay, 800 m trong số những đường hầm này được mở cửa cho công chúng. Những đường hầm này tạo thành những lối đi có mái vòm và được chiếu sáng rất tốt. Du khách sẽ đi vào từ phía bắc, đi qua trung tâm của kim tự tháp và bước ra ở phía nam. Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi, kim tự tháp này được xây dựng cho mục đích gì? Hầu hết các kim tự tháp tại khu vực Mexico bây giờ chủ yếu được dùng làm nơi thờ tự, nơi thực hiện những nghi lễ tôn giáo, bao gồm cả việc hiến tế những người còn sống. Và thay vì làm việc này ở trong bí ẩn, thì những thầy tu ở trong quá khứ đã tiến hành chúng ở nơi công cộng để chứng tỏ quyền lực của mình, quyền lực được đấng thiên nhiên ban cho trước công chúng. Thế nên, kim tự tháp này thực chất là một nghĩa địa khổng lồ. Hơn 400 ngôi mộ đã được phát hiện trong quá trình khai quật kim tự tháp vĩ đại Cholula. Những người trong mộ là nạn nhân bị hiến tế trong các nghi lễ thuở xa xưa. Và ở bên trong kim tự tháp thì người ta tìm thấy những bàn thờ với đồ cúng và hài cốt người được chôn cất cách đây hàng thế kỷ. Vậy với một công trình khổng lồ, kim tự tháp lớn nhất thế giới như vậy, ai là người đã xây dựng? Thực sự là các nhà nghiên cứu đến nay vẫn chưa xác định được ai là người chính xác đã xây dựng công trình vĩ đại này vì nó qua rất nhiều thời gian. Theo thần thoại của thổ dân Trung Mỹ, người khổng lồ có tên là Queen Amazin từng cư ngụ và sinh sôi trên trái đất trong một chu kỳ gọi là chu kỳ mưa mặt trời. Những người khổng lồ này cao hơn 3 mét và nặng khoảng 2 tạ 7. Giống như các truyền thuyết khác trên khắp thế giới nói về sự tồn tại của người khổng lồ. Những người khổng lồ này cũng được tạo ra bởi các vị thần. Và đến bây giờ khi mà tiến hành những khảo cổ thì các nhà khoa học phát hiện đền thờ của người Aztec thuở xưa có rất nhiều vị thần. Những vị thần chính chủ yếu thì liên quan đến chu kỳ mặt trời và các hoạt động nông nghiệp. Vị thần được tôn kính nhất được miêu tả là một con rắn với lông vũ. Ngoài sự phát triển rộng rãi của một số lĩnh vực khoa học và xã hội, thần thoại của người Aztec cũng là một trong những kho tàng văn học dân gian phong phú nhất tại châu Mỹ. Và cũng theo thần thoại này, thì những người khổng lồ không chỉ xây dựng công trình này mà còn xây dựng rất nhiều những công trình khác, tạo ra một thành phố đáng kinh ngạc tại Trung Mỹ. Rồi đến một ngày, các vị thần không còn tin tưởng vào con người, vì đạo đức của con người ngày một tụt dốc và phạm phải vô số những tội lỗi. Nền văn minh của con người đã bị các vị thần trừng phạt bằng những thảm họa kinh hoàng và đi đến hủy diệt. Cũng liên quan đến các kim tự tháp và có lẽ một sự hiểu lầm mà nhiều người vẫn mặc định cho là đúng. Nhiều người coi rằng Ai Cập là đất nước có nhiều kim tự tháp nhất, vì Ai Cập nổi tiếng với các kim tự tháp. Nhưng Ai Cập vẫn chưa phải là quốc gia có nhiều kim tự tháp nhất trên thế giới như nhiều người lầm tưởng. Đất nước sở hữu nhiều kim tự tháp nhất hiện nay là Sudan, hàng xóm của Ai Cập. Tổng số lượng kim tự tháp ở Sudan là khoảng 225, tức là gần gấp đôi con số 138 kim tự tháp của Ai Cập. Và cũng giống như Ai Cập, kim tự tháp ở Sudan là nơi chôn cất những vị vua, hoàng hậu hay là những bậc quyền quý. Kim tự tháp ở Sudan có nhiều điểm khác biệt so với kim tự tháp của Ai Cập, không thực sự hoành tráng như Ai Cập, bởi vì kích thước của nó nhỏ hơn. Ví dụ như là các kim tự tháp ở Sudan chỉ có chiều cao trung bình từ 6 cho đến 30 mét, thấp hơn nhiều so với các kim tự tháp ở Ai Cập, phần lớn là cao trên 100 mét. Và về tổng thể chung thì kim tự tháp ở Sudan cũng có độ dốc và phần nền hẹp hơn nhiều so với các kim tự tháp của Ai Cập. Nói tóm lại, nó nhỏ hơn và kém hoành tráng hơn. Hay như thông thường, các kim tự tháp ở Ai Cập thường được xây dựng độc lập và đứng một mình, không có những kim tự tháp nào đứng quá sát nhau. Tuy nhiên, kim tự tháp ở Sudan lại được xây liền kề với đền thờ ngay kế bên và nó đứng rất sát nhau. Như vậy, ở Sudan, đó là những kim tự tháp nhỏ hơn đứng sát nhau. Và những kim tự tháp này để mà xây dựng thì cũng đơn giản hơn rất nhiều so với các kim tự tháp khổng lồ của Ai Cập. Trải qua nhiều biến động, những kim tự tháp ở Sudan đa phần không còn được nguyên vẹn trong quá trình hư hỏng do sự xâm nhập và phá hủy của những kẻ trộm mộ, những kẻ săn kho báu và của cả thiên nhiên nữa. Có những kim tự tháp giờ đây chỉ còn là gạch vụn. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về kim tự tháp lớn nhất ở trên hành tinh.
Nếu cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin đừng nói lời chào tạm biệt.